Một Phật tử nữa hỏi: Con bạch thầy, con mắc phải căn bệnh lạ, tự dưng chân con bị teo lại, chữa không khỏi. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con có thể chữa khỏi bệnh. Khi con ở nhà, cứ nhắm mắt ngủ là con lại nhìn thấy những ngôi mộ ở chỗ chôn cất bố con. Như vậy, con có sao không ạ? Cái này, Phật tử này nói là tự nhiên mắc căn bệnh lạ, chân tự nhiên bị teo lại, chữa không khỏi. Cái này thì Phật tử cũng nên đi khám chữa một vài chỗ xem, chỗ này không khám tìm ra được bệnh thì có thể tìm chỗ khác, tìm các chỗ mà gì đều khám ra được bệnh, hoặc là không khám được bệnh, hoặc khám ra được mà chữa không khỏi, thì đây cũng mình phải xác định đây cũng là do cái gì, cái nghiệp nhân đời trước mình tạo vậy. Có thể là do thích ăn gì ạ, thích ăn chân gà, thích bẻ chân chim ở đời trước. Có thể đời trước là những đứa trẻ chân trâu ngỗ nghịch, cứ đi gì, cứ đi bẻ như chân chim, chân ếch, chân cua vân vân chẳng hạn. Thì đời nay gì, đời nay chúng ta bị cái quả báo như vậy thôi. Chúng ta biết là mọi cái đều có nhân quả rõ ràng, mọi nghiệp báo ở trên cuộc đời của chúng ta này, trên thân thể của chúng ta này đều có nhân quả rõ ràng, báo ứng không có sai. Có thể là gì? Đời trước làm, đời này chịu, hoặc đời này làm, đời sau chịu, hoặc đời này làm, ngay đời này chịu. Cho nên cái này thì là một Phật tử học Phật rồi, khi mà chúng ta không may bị những căn bệnh quái ác, những căn bệnh gì bác sĩ ở thế gian không thể chữa được, thì chúng ta cũng gì, cũng đừng có buồn, đừng có phiền não, đừng có để cho cái sự đau đớn trên thân thể đó nó đánh mất đi cái niềm tin vào Đức Phật, đánh mất đi cái niềm tin vào giáo lý nhân quả, giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Mà chúng ta phải gì? Chúng ta phải giữ được chọn cái niềm tin chân chính, và chúng ta nhất tâm uống một cái loại thuốc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy cho chúng ta. Loại thuốc đó là thuốc gì? Đó chính là thuốc A Già Đà. Trong kinh nói thuốc A Già Đà có thể chữa được tất cả các bệnh khổ của chúng sinh, nhấn đến bệnh khổ về sinh già, bệnh chết, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ vân vân đó. Loại thuốc A Già Đà này đều có thể chữa khỏi được. Chữa khỏi bằng cách nào? Đức Phật nói rằng con người ta sinh ở thế gian có thân là có già, có bệnh và có chết. Đặc biệt là gì? Có thân ở thế giới Sa Bà này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Cho nên chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài vẫn thì hiện năm 80 tuổi thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ cơ mà. Đó. Do đó Ngài dạy chúng ta gì? Muốn vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau, chứng nhập thánh quả, trở thành một vị Bồ Tát, vị Phật trong tương lai, thì có một cái pháp môn. Pháp môn đó là pháp môn gì? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thế nào là tin sâu? Tin sâu tức là tin gì? Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã thành Phật gì? Cách đây hơn 10 kiếp về trước rồi. Và tuổi thọ của Ngài gì? Còn vô lượng vô biên, A Tăng kỷ kiếp về sau. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một danh hiệu nữa gọi là vô lượng thọ. Ngài có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Cho nên Ngài còn có một cái danh hiệu là gì? Vô lượng công đức Phật. Quang minh trên thân thể của Ngài siêu vượt tất cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vị tinh tú. Cho nên Ngài còn có một cái tên nữa là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật, vân vân. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì thấy Ngài thường thấy đề cập tới Ngài có 13 cái tên nữa thường nhắc tới chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, hoan hỷ quang, bất đoạn quang, vô đối quang, siêu nhật nguyệt quang, vân vân. Cho nên tin Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà ấy,
là vị giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài gì? Trước khi thành Phật, khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài có tên là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Đối trước Đức Phật lúc bấy giờ mà phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà lập ra. Trong đó có một cái đại nguyện có thể nói là xuất sắc nhất, đó là đại nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Nguyện ở đời sau này, khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu con từ 10 niệm, được 10 niệm mà muốn sinh về thế giới con, người đó sau khi mạng chung, nếu con không thì hiện đến trước mặt người đó để tiếp rước thần thức người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về thế giới của con đó, con thề không thành chính giác. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy là Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói là trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì kinh Vô Lượng Thọ là tối quan trọng nhất. Trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là tối quan trọng nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là tối quan trọng nhất, vân vân. Đấy là lời của một vị Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ở đương đại này nói như vậy. Tôi cũng xin nói cho các quý vị để có cái niềm tin. Đó là gì? Đó là tin Phật. Tin Pháp tức là tin vào gì? Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật Thích Ca đã nói. Và tin thì tin chính bản thân mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được gì? Sẽ có phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là tin. Hay còn gọi là tín đó. Trong kinh Phật gọi là tín đó. Nguyện là sao? Nguyện tức là phát gì? Phát đại thệ nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu phúc báo nhân thiên mà chỉ cầu gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Đó gọi là phát đại thệ nguyện. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát phi bạn lữ. Đó là phát gì? Phát đại nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hành, hành tức là sao? Tức là một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Nhất tâm tín nguyện hạnh như thế, đem gì? Một đời tu tập niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi xả bỏ bảo thân, A Di Đà Phật đến gì? Đến rước thần thức của mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức gá nơi gì? Nơi hoa sen ở cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe thấy gì? A Di Đà Phật pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, ngay trong một sát na ngắn ngủi đó liền chứng được cái quả vị gì? Vô sinh pháp nhẫn, hay còn gọi là gì? Bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát và vĩnh viễn thoát ly sinh tử, không bao giờ bị cảnh sinh tử khổ đau ràng buộc nữa. Đó chính là gì? Là thuốc, một loại thuốc. Thuốc đó chính là thuốc A Già Đà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta. Nếu muốn chữa khỏi tất cả các bệnh, vĩnh viễn mãi mãi về sau không bị khổ đau nữa, không bị cái nạn như là đau chân, mỏi lưng, đau cổ vân vân nữa, thì uống cái loại thuốc A Già Đà ấy. Chỉ cần một lòng gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tịnh Độ, tới khi xả bỏ bảo thân được như nguyện, thì đó chính là gì? Là bài thuốc hữu hiệu nhất chữa tất cả các bệnh. Đó gọi là gì? A Già Đà thuốc. Đó. Còn á, ở thế gian này thì chẳng có một cái pháp gì, cũng chẳng có một cái loại thuốc gì có thể gì? Chữa khỏi những căn bệnh trầm kha, sinh già bệnh chết cho chúng sinh, ngoài gì? Những bài thuốc mà mười phương ba đời chư Phật gì? Đã vì chúng sinh mà tận tình chỉ dạy, tận tình gì? Bốc thuốc cho họ. Giờ họ chỉ có việc đun mà uống nữa thôi. Nhưng còn đun mà uống hay không thì có uống hay không, có đun hay không, có uống hay không là tùy vào mỗi chúng sinh, mỗi người học Phật chúng ta vậy.
À, rồi một ý nữa trong cái đoạn câu hỏi này, Phật tử nói khi ở nhà ngủ cứ nằm mơ nhìn thấy cái cảnh gì? Những ngôi mộ ở chỗ chôn cất của bố, như vậy thì có sao không ạ? Cái này cho Phật tử này cũng nhạy cảm với cái vấn đề gì? Chắc là cái đợt bố mất đi ra nghĩa địa để chôn bố, cho nên bây giờ về là cứ hay ngủ mơ thấy những cái cảnh đó. Thì đây tất nhiên đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, hoặc thiện hoặc ác thì tôi không rõ lắm. Phật tử này có thể gì bắc thang mây lên trời mà hỏi Phật xem Phật trả lời đấy là nghiệp thiện hay là nghiệp ác, mà thấy cảnh giới như thế. Nhưng Phật tử này cũng gì, chúng tôi cũng có thể gì khuyên Phật tử này nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, đem hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ của nhà mình, bên nội bên ngoại, nhiều đời nhiều kiếp, ai chưa được thì thoát ly sinh tử thì sớm được thoát ly sinh tử, ai chưa được thì thoát khỏi ba đường ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, ai chưa được gặp Phật Pháp thì sẽ sớm được gặp Phật Pháp. Đem công đức phóng sinh tu phúc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó mà hồi hướng, nhất tâm hồi hướng, thì tôi tin rằng một thời gian sau Phật tử này sẽ không nằm mơ thấy cái cảnh là những ngôi mộ chôn cất ở bên cạnh ngôi mộ của bố mình nữa. Thậm chí là gì, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh này lại khỏi được cái chân thì lại tốt biết bao. Xin trả lời và có lời động viên Phật tử này như vậy.